Cuối tuần, phân xưởng của dự án Lăn bánh ước mơ ở Hà Đông, Hà Nội mở những buổi workshop giúp các em nhỏ đến đây thỏa sức sáng tạo những đồ vật tưởng chừng như không còn giá trị, nhưng qua đôi bàn tay khéo léo của trẻ em và những thành viên trong dự án đã tạo nên những món đồ chậu cây xanh rất độc đáo và ý nghĩa. Là hôm nay con rất là phấn khích và hồi hộp tại vì con có thể sử dụng các vật liệu như thủy tinh và nhựa được tái chế sử dụng lại để trồng các loại cây vừa đẹp mắt và vừa bảo vệ môi trường ạ. Đây là cái cây em vừa mới sáng tạo ra từ chính những sản phẩm tuy bị bỏ đi rồi nhưng mình vẫn có thể tái chế lại, vừa có thể sáng tạo lại còn vừa bảo vệ môi trường. Con sẽ mang nó về ở góc học tập của chính con bởi vì nó sẽ làm cho con thân thiện môi trường, vừa bảo vệ môi trường vừa thân thiện lại còn đẹp mắt nữa. Mọi người ai muốn không ạ? Ý tưởng mang đến một cuộc đời mới cho những vật liệu bỏ đi. Các thành viên ở phân xưởng này đã tái chế gần 1 triệu sản phẩm đồ chơi từ những nguyên liệu nhựa, chai thủy tinh hay những nguyên liệu đã qua sử dụng. Những cái đồ mà không thể phân hủy trong môi trường ấy, nó sẽ làm ảnh hưởng môi trường sống của mình rất là nhiều. Nên là bọn mình muốn là mọi người sẽ có nhận thức tốt hơn về những cái sản phẩm đấy, là không thải ra trái đất nữa. Trái đất là ngôi nhà mà, không thải ra cái môi trường sống của mình nữa, mà là mình sẽ cho nó thêm một cuộc đời mới. Với các bạn trẻ ở nội thành ấy thì cũng không gian chơi vui chơi của các bạn ấy thì càng ngày càng nhỏ hơn, với cả đối với những cái sân chơi tái chế như này thì bọn mình mong muốn là các bạn sẽ nhận thức tốt hơn về môi trường. Lượng rác thải sinh hoạt mỗi ngày từ túi ni lông, vỏ chai nhựa và thủy tinh đang làm cho tình trạng ô nhiễm rác thải lên mức báo động. Việc tái chế nhựa, thủy tinh không những góp phần bảo vệ môi trường mà còn là cách sáng tạo nên những vật dụng độc đáo, hữu ích trong cuộc sống.